thấy đau 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 cái em chỉ đi siêu âm thôi. Bác sĩ nói có túi thai được ba tuần, em đứng hình luôn. Tự nhiên có bầu, tại vì chưa có ai mà chuẩn bị tâm lý là sắp làm cha làm mẹ hết. Sáng ngày 29 tháng 3 năm 2018 thì cái sự cố đau đớn xảy ra với em đó là em bị kẹt tay, bàn tay trái vô cái bộ phận ép của máy nước mía. Nghe chị ơi, nói thiệt với chị, giờ bác sĩ cắt bỏ ba ngón tay của chị rồi. Nó là em cũng như là điên cũng điên mà tỉnh cũng tỉnh nữa. Rồi tới tháng 5 cũng là 2018 luôn, thì cái người cha mà em tôn thờ coi như cha là tất cả luôn của em đó, thì cha bị đột quỵ lắm, bà mất luôn. Tại sao em chưa lành, đầu óc em chưa lành, mà cái tinh thần thêm của em sự mất mát không? Bà mất luôn rồi. Như ý xin trân trọng kính chào quý vị đến với chương trình Chat với mẹ bỉm sữa tại Houston, Texas. Và chương trình được phát sóng trên kênh YouTube MCV Media và hệ thống digital MCV Network. Và bên cạnh Như ý ngày hôm nay đồng hành cùng với Như ý là MC Thanh Vi. Xin chào chị. Thanh Vi rất vui gặp lại quý vị ở chương trình Mẹ Bỉm tại Houston. Thanh Vi cũng như là Như Ý rất là hào hứng và nôn nao để được nghe những câu chuyện của các mẹ bỉm đến với chương trình chúng ta. Chúng ta sẽ chia sẻ được sâu hơn là khi mà định cư tại Hoa Kỳ thì các mẹ sẽ hòa nhập với cuộc sống tại Houston như thế nào. Và ngày hôm nay vị khách mời đầu tiên của chương trình rất là đặc biệt, đó là chị Vân Nguyễn. Và chúng ta sẽ đến với chị Vân Nguyễn ạ. Xin chào chị Vân Nguyễn. Chị Vân Nguyễn có thể giới thiệu chào khán giả của MCV Network. Lời đầu tiên cho em xin được gửi lời chào đến quý vị khán giả đang xem chương trình Chat với mẹ bỉm sữa ở Houston, Texas. Dạ, em tên là Vân Nguyễn, em sinh năm 1987. Hiện tại là em đang ở nhà nội trợ. Em có hai bé gái, bé 10 tuổi và bé 8 tuổi. Chị Vân Nguyễn là qua Mỹ là chị qua được bao nhiêu năm rồi thưa chị? Dạ, tính tới thời điểm hiện tại là em sang Mỹ được 3 năm rưỡi. 3 năm rưỡi. Dạ. Thì cái cuộc sống bây giờ chị đã quen được cái cuộc sống ở Mỹ chưa? Dạ, có một phần nào đó. Và đầu tiên khi mà bước chân đến Mỹ thì Vân sống ở thành phố nào hoặc là ở tiểu bang nào ha? Dạ, em đến Mỹ thì em ở Houston là nơi đầu tiên em ở luôn. Ở Việt Nam Vân ở tỉnh nào? Dạ, em ở Biên Hòa, Đồng Nai. Vậy là đồng hương với Vi rồi, Vi cũng ở Biên Hòa, Đồng Nai nè. Vân có thể chia sẻ với mọi người là khi ngày đầu tiên Vân qua đất Mỹ thì cái cảm giác của Vân như thế nào? Em cảm thấy nó cũng hơi quen thuộc mà cũng hơi xa lạ. Vì sao là quen thuộc và xa lạ? Từ bây giờ quen thuộc đó là do lúc em ở Việt Nam á, thì em cũng sống một mình với nuôi hai con. Dạ. Vậy là chúng ta sanh con ở Việt Nam. Dạ. Vậy là xong chồng mới về rước sau đó. Dạ. Vậy thì chúng ta sẽ có rất là nhiều cái cảm xúc để mà chia sẻ trong cái chương trình ngày hôm nay. Và tiếp tục đi Vân, nó khác ở Việt Nam nhiều lắm không? Dạ, cái quen thuộc thì nó cũng không khác nhiều. Tự vì ở Việt Nam thường em cũng ở trong nhà nhiều lắm. Lâu lâu cần thiết như đi chợ hay là cái mình cần thì mình mới đi ra ngoài. Thường là ba mẹ con cứ thủi trong nhà vậy đó, cũng ít tiếp xúc với người nữa. Vậy thì bây giờ em chia sẻ thử cái cảm giác mà lần đầu tiên mà em phát hiện mình mang thai là lúc nào? Dạ, đó là hồi năm 2011. Cái tuổi đó của em là còn bạn bè đi chơi rồi này kia đâu. Hoàn toàn em không có nghĩ là sẽ làm mẹ luôn. Dạ. Rồi cái tháng đó ông xã em về 3 tháng. Tụi em cũng đi chơi chỗ này chỗ kia rồi tham quan. Lúc đó tới khi ông xã em về lại Mỹ á, trong người em thấy nó hay đổi, nó thấy rồi sao cái bụng dưới mình cứ râm râm khó chịu, mà theo cái chu kỳ của người phụ nữ thì nó cũng bắt đầu nó kỳ kỳ. Lúc đó ông xã đã đi về Mỹ rồi. Dạ đúng rồi, về được khoảng 1-2 tuần gì á, cái em thấy đau đau đau, cái em chỉ đi siêu âm thôi. Bác sĩ nói có túi thai
được 3 tuần. Và lúc đó em vẫn còn đang nằm trên giường siêu âm, em đứng hình luôn. Lúc đó là em không có nghĩ là mình có thai đâu ha. Tại vì thường dạ, người ta rồi. Nghĩ có thai người ta sẽ đi dùng cái que thử trước dạ. Mà em lại là đi siêu âm là tại vì em nghĩ là bụng em nó đang nặng dạ. Không? Bác sĩ siêu âm á, mới nói là có túi thai 3 tuần. Cái em nằm đứng hình vậy nói, ủa? Tự nhiên có bầu. Thôi tự nhiên sao mà tự nhiên có bầu được. Nhưng mà cái lúc đó là mình cảm thấy mình vui hay là mình dạ. Mình buồn hay là mình cảm giác đó nó dạ sao? Lúc đó là em cũng giống như là lơ lửng đến đâu á. Dạ em chưa có hoàn hồn lại Rồi xong rồi khoảng chừng 5 phút sau em mới hoàn hồn lại nói, à, rồi từ ở chỗ khám thai đi về nhà lại em mới nói rồi sắp là mẹ rồi đó, sắp có con rồi đó. Vậy thì cái cảm giác đó lúc đó chị có cầm điện thoại và gọi liền qua Mỹ cho chồng hay không? Dạ, tự vì cái giờ giấc nó bị nghịch. Ông xã em mới giờ đó là ông xã đang ngủ. Đúng rồi. Thì em cũng nói chung là cũng phải có là nôn nao không? Có nôn nao mong ngày mai chồng ngủ dậy để mình phải báo tin này cho dạ, chồng liền không? Dạ có, dạ. Em nói hồi ráng đi mấy tiếng nữa thôi. Chứ giờ đang ngủ mà gọi kia quạo. Em sẽ suy nghĩ là mình phải tỏ thái độ sao mà mình phải cười sao mà tôi nói anh ơi có bầu rồi. Em nghĩ vậy. Ừ. Nhưng mà cái đó mình nghĩ thôi. Nhưng mà khi mà gọi chồng em á, cái hai chồng nhìn trên mạng vậy đó, đứng hình tập hai con thì cũng như là mình mới báo tin mà chồng cũng hơi hoang mang rồi cái hồi cười hai chồng cũng cười bắt đầu hào hứng dạ, bắt đầu là mỗi người phải vạch ra một cái kế hoạch sắp tới tại vì chưa có ai mà chuẩn bị tâm lý là sắp làm cha làm mẹ hết. Chị Vân là trong lúc mà chị đang nghe tin là chị mang thai như vậy thì lúc đó cái cuộc sống của chị đang đi làm hay là chị đang đi học hay là ông xã chị công việc ở bên Mỹ như thế nào chị Vân? Lúc đó là em cũng làm công nhân mà công việc thì nó cũng không có ổn định. Còn ông xã em bên Mỹ thì vừa đi học vừa đi làm chứ không hẳn là đi làm. Hai đứa không nào có sự nghiệp gì vững chắc hết để mà nghĩ là sẽ lo cho con được hoàn hảo. Thì em đã nói thôi vậy giờ anh sẽ bảo lưu lại việc học của anh để anh sẽ tìm việc để đi làm. Trời ông chồng tuyệt vời quá ha. Như vậy thì mới có khả năng để lo được cho em cho quá trình mang thai để đến sinh nở đồ này kia đâu. Thế rồi trong cái quá trình thai nghén đó là mình có gặp khó khăn nhiều không? Nó có hành mình dữ không? Dạ không. Cái thời điểm đó là em ốm lắm. Em 1m53, 1m54 mà em có 35-36kg rồi. Trời đất gì mà ốm dạ, dữ rất vậy. Là ốm luôn. Bây giờ cũng ốm nhưng mà đỡ hơn. Dạ đúng rồi. Trong cái quá trình chị Vân mang thai như vậy thì bên cạnh của chị ở Việt Nam thì chị có người thân, có cha mẹ hay anh chị hay là ai để giúp đỡ chị trong quá trình thai nghén như là trong công việc đưa chị đi bác sĩ ngày nào hay không chị Vân? Thật ra là em đã sống một mình từ hồi năm 17-18 tuổi. Cho nên mọi thứ, tất cả mọi thứ của em từ cái thời điểm đó tới cho tới khi em qua Mỹ đó, là em sống một mình thôi. Đến khi mà mình sinh con thì mình có sinh sớm hay là sinh mà nó quá ngày hay gì như những cái người thường là con so đó là khi thấy là thường là họ sẽ sinh sớm hơn đó, mình có bị gặp cái trường hợp đó không? Em là đi khám bác sĩ đều đặn lắm. Thì bác sĩ đã báo trước cho em cái cơ địa của em, thứ nhất là em bị huyết áp thấp. Cái thứ hai là em thiếu máu. Cái thứ ba là em ốm quá. Thì cái gọi là cái xương chậu của em nó nhỏ quá, nó hẹp. Thì bác sĩ có cảnh báo là em sẽ phải mổ chứ không có khả năng mà có thể tự sanh thường được. Khi mình nghe mổ mình có sợ không? Lúc bác sĩ mới vừa nói là em cũng rướm rướm nước mắt. Tại vì thật sự em muốn được sanh thường để biết được cái cảm giác là mẹ chính mình sinh con mình ra nó trải qua những cái cung bậc như thế nào. Nhưng mà vì bác sĩ nói như vậy thì em phải nghe lời. Và cuối cùng mình sanh mổ luôn. Dạ đúng rồi. Theo Vi biết là mình sau khi mà mình sanh mổ là cái thời gian mà hậu phẫu nó khó khăn hơn phải không? Đi đứng mình phải tập và nó đau hơn phải không? Dạ đúng rồi. Mổ xong là được chuyển xuống hậu phẫu nằm 8 tiếng. Vậy là chị đâu có được gặp con. Mà lúc đó ông xã có về không? Dạ về không kịp. Ồ. Dạ. Cái cảm giác của chị Vân khi gặp được con lần đầu tiên, cảm xúc như thế nào chị Vân? Lần đầu tiên em nằm ở trong phòng hậu phẫu là 8 tiếng rồi. Yeah. Em cứ cũng mê, lúc mê lúc tỉnh. Tới khi mà hoàn toàn tỉnh rồi đó, thì em mới đau lắm, rất là đau luôn.
em nằm chí em nằm chung với những người mà em la muốn bảnh phòng đó luôn á. Dạ, nhưng mà người ta không cảm. Dạ. Xong rồi cái em mới nhớ con, từ chú thấy mà con mà. Dạ, mới xin bác sĩ là cho em gặp đứa em của em nó đang ở trên phòng nó coi phụ em á. Là kêu em của em xuống để cho em hỏi tình trạng sao. Dạ. Thì bác sĩ đồng ý, bác sĩ cũng chịu khó đi lên lầu 1 á. Kêu nó xuống cái em mới hỏi. Cái em nói, ủa, đi xuống dưới đây rồi cháu làm sao? Thì nó nằm ở trên đó đó, cái nó trời. Rồi em cũng hỏi sơ sơ thôi, cái em mới thấy cháu làm sao này kia. Thì thường thường mà mấy chị cũng biết đó, mình chưa thấy con mà mình cũng thắc mắc, mình không biết tay chân có đúng gì đó khác vậy con. Em cũng nôn mà nó nói không dễ thương lắm chị này kia. Mà nó nói với em như nè, chị sao em thấy nó ru à, em sợ quá. Nó nói em vậy đó. Có nghĩa là thấy em bé không có nhúc nhích gì. Dạ đúng rồi. Chị ơi nhưng mà sao em thấy nó nằm như ru à, em sợ quá. Em lấy tay em chọc chọc nó thử coi. Nó chưa nói cái chữ mà lấy tay chọc chọc mà nghe nói nằm im ru em cũng hết hồn. Hốt luôn á ha. Dạ. Trong vòng một giây thôi cái rồi em cũng hết hồn. Kể nó nói tiếp nữa thì mình mới nhẹ. Nó em lấy tay em chọc chọc nó thì nó éo éo. Rồi mấy ngày em cũng được xuất viện. Tại nãy giờ nghe chị nói là nó im re cũng hơi dạ sợ. Đúng rồi. Rồi sau mấy ngày mình mới được xuất viện. Dạ là 5 ngày. Yeah. Rồi cái mình đi về, rồi mình cũng ở một mình. Mà Vi biết là trong cái thời gian mà mình sau hậu phẫu mà một mình là khó lắm đó ý. Thì cái cảm xúc chị lúc đó có tủi thân không? Thật ra là em về nhà xong khoảng một tuần sau là ông xã em về. Yeah. Rồi ông xã ở lại đó bao lâu với hai mẹ con? Dạ cái lần đó là anh ở lâu nhất, anh ở 4 tháng. Wow. Đừng có nói là trong 4 tháng đó là thêm đứa nữa nha. Cảm xúc của chị như thế nào khi mà chị gặp chồng ở từ Mỹ về tại Việt Nam để được chăm sóc chị và con? Dạ em khóc. Khóc. Dạ. Cô này cổ thương chồng lắm nè. Thương lắm tới luôn. Đây là bao nhiêu năm rồi mà nói tới mà cổ vẫn còn xúc động mà rơm rớm nước mắt kiểu này. Khi mà ông xã em về trở về Mỹ là một mình em chăm. Dạ. Nhưng mà lâu lâu ví dụ như một hai tuần em cần phải tổng vệ sinh này kia thì em có nhờ sự hỗ trợ của mấy đứa em của em ở quận 9. Nó chạy ra nó phụ. Những đứa em ruột của mình hả? Dạ em con của dì. À, con của dì. Dạ. Rồi chắc là ông xã quay trở về là mỗi ngày chỉ có gọi qua video, chắc nhớ dữ lắm ha. Dạ có, em nhớ ấn tượng nhiều lần lắm là anh giờ đó là anh ngủ. Dạ. Còn hai mẹ con thì thức, cái mở cái màn hình laptop lên thì anh nằm anh ngủ. Con thì nó nằm đây nó cũng ngủ, hai cha con vậy đó. Mình thì thích không có... chỉ ngó nhau thôi là dạ. Thấy đủ rồi đó không, ha. Không, giống như là không có cái sự ngăn cách giống như hai cha con đang nằm kế nhau vậy đó. Dạ, không, cảm giác này cảm giác này có trải qua, có đã từng trải qua có biết. À, thường con nít á là nó khó chăm sóc mấy cái tháng đầu, nó hay khóc rồi đêm mình không có được ngủ, nó có làm cho em bí bế tinh thần của mình bị áp đảo không, khó khăn? Dạ có. Bé lớn của em á thời gian đầu á nó khóc đêm, nó khóc gần 3 tháng luôn. Em nhiều khi cũng stress lắm. Rất là cực luôn á chị Vy. Đầu năm 2018 thì cái thời gian đó là hai đứa bé của em nó đủ tuổi để đi học mẫu giáo. Cho nên em muốn con nó được tiếp xúc với bạn bè. Nên em gửi hai con đi học. Cái tuần đầu tiên em mới cảm giác là trời, sao ở nhà không làm gì hết trơn, buồn quá à. Cứ đi ra đi vô hoài. Tới chiều thì mới bận, thì chiều con về lo lắng này kia rồi ăn rồi ngủ thôi. Còn nguyên buổi sáng mình làm gì? Cái em mới có suy nghĩ là hồi lúc trước em có từng bán nước mía rồi. Thì bây giờ thôi mình bán lại đi. Lúc em buôn bán thì em thấy vui lắm. Tự vì giống như là lâu quá rồi mà mình đi làm, mình tự tìm kiếm ra được đồng tiền, dù là không có nhiều nhưng mà em thấy vui, cho nên em cứ duy trì cái điều đó. Em nhớ rất là rõ là khoảng 9-10 giờ sáng ngày 29 tháng 3 năm 2018 thì cái sự cố đau đớn xảy ra với em, đó là em bị kẹt tay, bàn tay trái vô cái bộ phận ép của máy nước mía. Lúc đó thì em không có người nhà hay người thân gì hết, thì nhờ các
cô chú, anh chị, đồ ở hàng xóm em qua hỗ trợ em nhiều thứ. Phải đưa đi bệnh viện để mà khử tiệt trùng rồi này nọ ha. Mình bị ba cái bàn tay như vậy thì mình bác sĩ có phải cắt bỏ ngón tay nào hay không hả chị Vân? Tính ra em cũng may mắn, lý ra là bốn ngón luôn á. Là ngón út này của em là cũng mất luôn. Nhưng mà may mắn sao á là nó chỉ bị bẹp dí thôi. Mới đầu là nó không có móng, nó không mọc đâu, nó tròn giống như cái này mình vậy này, không có móng. Rồi mà nó đau lắm. Với lại thời gian đầu là em không có được thẳng gì đâu. Nó nằm xuống vậy luôn. Em phải tập mỗi ngày nhích lên. Em nhớ là cái đêm đầu tiên em sau khi em học thuật thì mấy đứa em của em mới nói: "Nghe chị ơi, giờ bác sĩ cắt bỏ ba ngón tay của chị rồi, mà lúc đó cái tay của em nó họ bằng kính mắt bằng hết cho nên mình không có thấy, họ chỉ chữa ngón này." Nó là em cũng như là điên cuống điên mà tỉnh cũng tỉnh nữa. Ủa, mình nhớ là mình nó chỉ bị nát thôi chứ đâu nổi mà cắt đâu. Em đưa tay em lên em nhìn thì em nói: trời ơi là nước mắt em không la được luôn, nước mắt em nó cứ tuôn chảy hoài vậy đó. Mất đi một phần cơ thể mà nó quá lắm là ha. Nó quá là đột ngột luôn. Mới hồi sáng em còn dọn hàng ra, em bán này kia rồi đàng hoàng lắm mà. Em nằm bệnh viện khoảng 2 ngày rưỡi, bây giờ 3 ngày luôn. Mình có nói với ông xã một câu: anh về với em đi. Cô đơn, cô độc quá đó. Em về với em đi, em phụ em coi con với vợ, không làm gì được. Em đau quá, em không có làm được gì nên nữa. Em ăn cũng không muốn được cái... Đúng rồi dạ. Em bây giờ mấy đứa em nằm đúc về ông xã em hiểu. Anh nghe em xong rồi khoảng bị nạn vậy là khoảng 3 ngày. Thì cái em mới xuất viện buổi sáng này là khuya anh đã về tới rồi. Sau đó là chúng ta hồi phục như thế nào, bao lâu sau đó thì em qua định cư tại Hoa Kỳ? Dạ, cái biến cố về cuộc đời em năm 2018 là có 2 cái rồi. Cái thứ nhất là cái bàn tay em, là em đã mất đi một phần cơ thể của mình. Rồi tới tháng 5 cũng là 2018 luôn, thì cái người cha mà em tôn thờ, coi như cha là tất cả luôn của em đó, thì cha bị đột quỵ lắm và mất luôn. Thể xác em chưa lành, đầu óc em chưa lành, mà cái tinh thần thêm của em sự mất mát mà mất luôn rồi. Rồi lúc đó ông xã có về nữa không? Dạ, thời gian anh một năm anh chỉ được có 4 tuần thôi, thì 2 tuần anh đã dành về lo cho em với mấy đứa nhỏ, thời gian bị cái tai. Còn 2 tuần còn lại là anh nói anh cần phải có thời gian để dành, để sắp tới nếu mà giấy tờ xong hết anh phải về để đưa mấy mẹ con. Và sau đó bao lâu thì chúng ta qua tới Mỹ rồi diễn tiếp nó như thế nào? 14 tháng 9 là em rời khỏi Việt Nam, mình qua tới Mỹ thành là 15 tháng 9. Rồi xong ngày đầu tiên qua đến Mỹ cảm giác sao rồi, còn nhớ không? Thường thường giống như người bình thường, ngày đầu tiên qua Mỹ là người ta sẽ nhớ về anh luôn. Còn em cứ quen em cứ giống như khơ khơ thẳng thẳng. Qua bên này thì mọi thứ đều là quá lạ, em đâu có biết cái gì về ở đây đâu. Chồng của em cũng rất là hỗ trợ cho em nhiều lắm. Em cũng may mắn cái là em qua Mỹ em ở được ngay cái thành phố đông người Việt. Và cái chỗ em ở là châu Á, người châu Á rất là nhiều, quán ăn là chợ rồi. Những cái ở nhà buồn quá, cái mặc dù là ông xã em nói dẫn con đi lông nhông ngoài đường bắt cóc á. nhưng mà buồn quá thì thôi cũng dẫn con đi chợ. Em đi bộ từ cái chỗ em ở, chung cư em ở cho tới cái chợ khoảng chừng 10 phút thôi. Em đi riết cái hành quen luôn. Là đi bộ? Dạ đi bộ. Chị Vân thấy là nếu mà mình ở Mỹ mà mình chỉ đi bộ hoặc là mình nhờ chồng chở hoặc người này chở thì chị có thấy bất tiện không? Hay là mình phải học bằng lái để mình phải có cái bằng lái trong tay thì mình mới lái xe rồi mình đi làm việc thì bao lâu thì chị mới quyết định để đi học để lấy cái bằng?
Dạ, cái chuyện mà em muốn học lái xe là lúc mới qua khoảng chừng nửa năm thôi là em thấy người ta chạy xe em cũng thích rồi. Khi có giấy tờ rồi em mới đăng ký đi đi học bằng lái. Dạ. Và bây giờ lái xe được chưa? Dạ, giờ em đua cũng được. Giờ đua được luôn. Dạ. Vậy sau khi mà có xe rồi á, có bằng lái, có xe rồi, thì chị Vân ở nhà tiếp tục nuôi các con hay là mình đi kiếm một công việc? Nói chung em trải qua những cái biến cố ở Việt Nam á, thì em tới Mỹ là mất 2 năm đầu em mới thật sự là giống như em bây giờ á, cởi mở, vui vẻ. Thì em cũng có đi làm được ba việc rồi từ đầu năm đến giờ, mà hiện tại thì vậy chưa. Kể nghe coi làm gì. Làm được ba việc gì vậy? Công việc đầu tiên á là em đi phụ việc cho tiệm nails. Cái công việc thứ hai là em đi phụ việc cho một cái hãng tiện. Trời đất, con gái mà vô hãng tiện luôn á hả? Dạ, nhưng mà em làm mấy cái việc phụ nữ trong đó thôi. Ok. Hiện tại bây giờ luôn á là do cái tay này nó ít, cái tay bị thương nó mới bị hạn chế để làm, cho nên cái tay phải này của em nó làm rất là nhiều. Hiện tại bây giờ cái vai bên phải em nó bị giống như cái cơ vai của em nó bị sưng lên. Dạ, tại vì mình phải cái này nó chịu lực nhiều lắm chị. Em chịu khó em tập những cái bài vật lý trị liệu á. Nếu như em có thể đến bác sĩ thì em nên đi check up bác sĩ. Còn việc thứ ba là cái gì? Dạ, việc thứ ba của em là em mới đi xin phụ việc cho một tiệm giặt ủi. Dạ. Rồi cuối cùng em cảm thấy là em không thích hợp được với ba việc đó, em nghỉ luôn ở nhà luôn. Dạ đúng rồi. Thì cái cảm giác khi mà mình nhận lương lần đầu tiên tại Mỹ thì như thế này Vân? Dạ là cũng em cái gì cũng ban đầu em cũng khóc hết á. Cô chủ mới vừa phát lương trong bỏ trong cái bao thì em cầm em chạy ra cổng cửa sau liền, ngồi bẹp xuống em cầm em khóc. Mà cái người đầu tiên em nghĩ là ba em. Nói ba ơi, trong khoảng thời gian là con đã đi làm được rồi, con kiếm được tiền, ba có mừng không? Lại nhớ đến ba. Những lần cũng nhớ đến ba. Ba dạy em rất là nhiều thứ. Dạ, hình thành anh em của ngày hôm nay cũng là ba. Rồi từ đó đến nay cuộc sống của mình sao rồi Vân? Dạ, cũng tạm ổn, cũng chưa thật sự là ổn chị. Tự vì em mấy cái công việc em làm á, cái thu nhập của em nó không đâu vào đâu, chỉ có phụ được một phần nhỏ nào trong cái việc ăn uống này kia mỗi ngày thôi. Còn các con thì sao, hai đứa con đã đi đến trường chưa và nó sinh hoạt như thế nào? Dạ, năm đầu qua thì qua lỡ cỡ cái tháng nhập học á chị, cái thôi ông xã em mới nói thôi đó, vậy thôi cho hai con ở nhà đi để cho nó thích nghi với cuộc sống. Thì những ngày cuối tuần ông xã em nghỉ làm á là chở mấy mẹ con đi park hay đi đi mall đồ chỗ nào mà đông đông có con nít nhiều cho nó chơi, nó quen dần với bạn bè. Trải qua rất là nhiều biến cố và được đoàn tụ với chồng với các con trong một gia đình bây giờ là tương đối, là chị cảm thấy cuộc sống nó tốt hơn phải không chị? Dạ. Vậy thì chị Vân có lời chia sẻ gì với các mẹ hoặc là những người sẽ sắp làm mẹ? Ở đây em cũng xin được chia sẻ một phần nào đó trong cái suy nghĩ của riêng em. Tại vì nói hẳn ra là em không có bị trầm cảm trong cái việc chăm sóc các con, mà em chỉ trầm cảm trong cái biến cố của cuộc sống của em 18. Nói chung là đã gọi là trầm cảm thì lúc nào con người mình cũng đã nghĩ là mình đã vào một cái hố sâu và mình đã không có còn lối thoát nữa. Mình từ đó cái đầu óc mình sẽ suy nghĩ về những cái hành động ngay chính mình cũng không nhận ra. Thì em chỉ muốn chia sẻ với mọi người và hy vọng là mọi người hãy mạnh mẽ lên. Dù mình đang ở một cái cung bậc nào của cuộc sống, cái mạnh mẽ của mình, cái duy nhất mà mình có thể bám được đó là chính bản thân mình. Vậy chị Vân có gửi lời tình cảm gì đến người chồng của mình hay không? Dạ mắc cỡ quá nhưng mà em cũng nói ngày hôm nay gửi đến anh, ông xã của em và là ba của các con. Em chân thành cảm ơn anh và rất là trân quý
tình cảm mà anh dành cho ba mẹ con của em. Cảm ơn anh đó, là anh luôn là cái nguồn động lực, động viên rất là mạnh đối với em. Từ suốt khoảng thời gian mà mình quen biết nhau đến khi mình đã chính thức mình vợ chồng. Và nhiều khi trong cuộc sống vợ chồng lúc nào cũng đâu có phải lúc nào cũng vui vẻ. Em cũng có những cái ương bướng ngang ngạnh này kia, mà em biết là nhiều khi em biết là em sai liền luôn đó, nhưng mà em thích ngang. Nên mày cũng anh thông cảm cho em nè, mày thương em hoài hoài vậy luôn nha. Ôi dễ thương quá. Một cái lời xin lỗi rất là dễ thương gửi gắm đến ông xã. Hy vọng là ông xã đang xem chương trình sẽ có những nụ hôn với bà xã sau khi mà cô ấy về đến nhà anh nhá. Cảm ơn chị Vân đã đến để chia sẻ cái câu chuyện của mình cho chương trình về các mẹ bỉm sữa. Và một lần nữa thì xin mời quý vị hãy đón xem chương trình trên kênh YouTube của MCV Media về hệ thống digital MCV Network. Và Như Ý cùng với MC Thanh Vy xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.